chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Ta Cô chúng tôi xin giới thiệu về các bạn là cái sản phẩm ghế hai bậc rửa xe. Thì trên tay tôi đây là cái sản phẩm ghế rửa xe. Thì nhìn các bạn nhìn đây thì nhìn nó trông rất là gồ ghề, nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng và chắc chắn. Thì ghế này nó làm bằng nhựa ở PU, có độ bền rất là cao. Thì đặc thù là cái này các bạn đứng thì nó rất là chắc chắn. Khi các bạn xách lên thì ghế nó sẽ tự xoạc chân ra, để các bạn đặt xuống, các bạn bước được lên. Thì ở dưới cái ghế thì nó là cái, nó có cái lớp đệm đế cao su thì chống trơn trượt. Đấy. Và bên cũng tạo bên trong của ghế thì nó có các cái xương để tăng độ cứng chắc. Đấy, và rất là dày. Cái này có thể nhìn nó có thể dày tới 5 ly. À, tất cả bề mặt nó có các cái xương, nó làm tăng độ cứng chắc của ghế lên. Đấy, thì đặc biệt của ghế này thì các bạn đứng rất là tự tin và chắc chắn. Đấy là ghế này hay dùng cho các bạn rửa xe, chăm sóc xe, thì ứng dụng cho việc là lau những cái lóc xe, để cho khi các bạn cùng một ghế này, các bạn không với tới những cái lóc xe, nhất là những dòng xe 7 chỗ thì nó rất là cao, thì các bạn có ghế này các bạn đứng lên thì rất là chắc chắn. Độ sập trong lượng ghế này nó sẽ chịu được 300 cân các bạn nhé, chịu được 300 cân. Đấy, thì ví dụ như là các bạn đi từ con xe 7 chỗ thì các bạn không với rất là cao và không lau được lóc chẳng hạn, thì các bạn sẽ đứng lên ghế, các bạn dùng cái chổi lau lóc các bạn lau. Đấy chính là cái mà rất là tiện, các bạn chỉ cần đứng luôn là một cái thôi, các bạn có thể kéo lại chổi ra các bạn lau lóc rửa xe. Nên ghế này thì các bạn chỉ lau chỉ một lần mà các bạn có thể lau được hết các cái lóc xe. Đấy là cái mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là cái sản phẩm ghế. Nên dùng một cái để phục vụ cho tiền xe của mình. Đấy. Cái này đứng chắc chắn, nhưng các bạn đứng những cái ghế bình thường nhớ may nó đổ thì nó xảy ra tai nạn, thì cái ảnh hưởng chính là cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cái ảnh hưởng thứ hai là có khi là đổ vào xe của người ta, là nó làm xước xe, thì khi đó này rất là phức tạp. Đấy, mọi chi tiết các bạn liên hệ với công ty Taco chúng tôi ở trên ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hoặc là các bạn liên hệ theo số điện thoại ở bên dưới để chúng tôi được tư vấn cho các bạn tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.